Rồi, hello cả nhà. Em lại tiếp tục quay lại cái kênh của em ha. Kênh của 24.vn. Em tên là Sen và ở địa chỉ của em là ở Cần Thơ. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào cái số này, số 0933 11966 nè. Nó đang chạy phía dưới màn hình đó. Hoặc là truy cập vào cái website dụng cụ 24.vn.vn đó để mà mua cái những cái sản phẩm mới. Hiện tại thì nó chưa có cập nhật cho mọi người, hiện tại thì chưa. Nhưng mà từ từ em, tức là khi đi vào hoạt động thì sẽ có những cái sản phẩm mới được cập nhật tại đây. Mọi người có thể lựa chọn ở đây. Rồi bây giờ em sẽ lên sản phẩm đầu tiên của video này là những chiếc búa ở trên bàn đây. Những chiếc búa mới. Ở đây là những cây búa này là để cho mọi người xem. Thứ nhất là bên đây là nó có hai dòng, có hai loại là nhẹ ký và nặng ký hơn. Thì em sẽ đi từng cây một. Chỉ nó ngoại hình nó tức là chưa sử dụng nhưng mà cái kiểu dáng nó thì nó không bằng cái cây bên đây. Thì mỗi cây thì giá 280 và 300, thì em nói cái cây này trước ha, cái phía bên đây trước. Cái phía bên đây, cái cây này, mỗi cây này nó nặng được là cả cán luôn là 500 gram. 500 gram. Có cây thì nó trên lệch chút xíu ha, có cây thì nó 500 gram, có cây thì nó nhít hơn tí xíu. 500 gram cả cán luôn. Có cây này nó 450 gram à. Đó. Thì nó cũng giống nhau, cỡ giống nhau, kiểu thon như thế này hả. Đây là hiệu không biết hiệu gì đây nè, của hàng nội địa Nhật. Cây này thì của Rock View nè, cây này không biết hiệu gì luôn. Cái cán nó, cán loại gỗ này cứng lắm, cái loại gỗ mà sầm này gỗ như gỗ sòi hay vậy đó. Mới, cái này là những cái búa chưa sử dụng ha. Cái loại mà búa mà cái búa này là cái kiểu nó mài thủ công đó, nó làm thủ công, nó luyện thủ công á. Còn cái búa mà mấy cái búa mà nó cán kim loại á thì nó làm đẹp hơn, nó sơn rồi nó bóng bẩy đẹp hơn, thì nó làm bằng máy móc đó. Ở đây nó có cái mã này thì được có 4 cây 280.000 ha, 280.000 một cây. Mã là 6591. 6591 với giá là 280.000 một cây. Thì 4 cây này á là như là mỗi cây 280. Giá ở đây là 4 cây này là giá chưa phí ship ha, chưa phí vận chuyển. Hàng chưa sử dụng hết. Thì em sẽ bốn cái này em sẽ lấy ngẫu nhiên nha. Tức là mọi người chọn thì mua thì em sẽ lấy ngẫu nhiên. Thì cây nào nó cũng như cây nấy hết trơn á. Nó chỉ có cái tên khác nhau thôi. Này mình đẹp 280.000 một cây. Quá tốt luôn rồi. Hàng mới hết. Đố người đi đâu có thể mua được những cái sản phẩm mới mà những cái búa như thế này ở kênh khác á. Đây là em là nhập đa số. Rồi ở đây thì là cái loại này là 300.000 một cây, giá chưa phí ship. Cái này nó nặng hơn một tí xíu là 600 gram, nó nặng hơn tí. Mọi người thấy nó luyện ha, còn khi mua về thì nhìn thấy đi, cái thép, cái màu thép nó luyện nhiệt á, nó có cái màu đỏ đỏ với xanh xanh nè, bự hơn, to hơn, to hơn tí. Cái kiểu mà nó cái đáy này nè, nó tiện á, tiện nhìn rất là cứng ha. Ở đây hai cây đốc diêu, cây này hiệu Mickey. Ở đây cây này sẽ đóng chữ Make in Japan nè. Còn cây này thì đốc diêu nó nổi tiếng nên là nó không có đóng. Cây này thì nó nặng 500 gram, nhưng mà là cái cỡ nó bằng với cái này chứ nó đẹp hơn đấy, so với cây kia nên cây này 300. Thì một cây, mỗi cây là giá 300 nha, giá chưa phí ship, chưa phí vận chuyển. Mã là 6589. 6589 nha, với giá là 300. 6589 giá 300. Còn cây Mickey này cũng giá 300, mã là 6573. 6573 với giá 300. Đó. Giá này là giá chưa phí ship cho mọi người. Rồi, đây là cái kìm bóng cốt của hiệu Lobster, còn mới chát luôn. Mới toanh. Hiện tại em đang nhập một vài cây mới đó. Cây mới giá nó nói chung là chát. Mấy cây này nè, thì nói chung cũng có số anh em người ta cần những cái hàng mới ha, không thích hàng cũ. Hàng cũ thì nó có khi sử dụng, hàng cũ thì nó bền, nhưng mà nó bền cái ở mức độ, ví dụ cái cây mới thì 10 năm, cây cũ thì nó sử dụng 5 năm vậy thôi.
Đây là một cái cỡ đó là 1.25, 2 và 5.5 và 8 hiệu Luster, còn khá là đẹp luôn ha. Nó chỉ có một gỉ sét nhẹ nhẹ đây nè. Đó. Hoạt động tốt nha, cứng nhắc. Tức là bóp vô là nó cái găng cảm nhận nó là nó còn nguyên á. Rồi cái cây này giá nó là 380 nha, mã là 6633. 6633 với giá 380.000, giá chưa phải vận chuyển nhiều người. Còn đây là một cái những cái bào gỗ. Đây, trên bàn của em là ba bào gỗ nội địa Nhật. Bây giờ chúng ta đi trước tiên là cái cây này. Cây này em sẽ đo nó đã qua sử dụng nhưng mà còn bào xịn không ạ. Cái lưỡi đường bào của nó thì được 45 ly ha. Bào cái đường cái lưỡi ngang này nè, 45 ly. À, chiều dài của nó là được là 24 cm. Đó. Đây. Nội địa Nhật, bào này địa Nhật. Cái lưỡi nó nè, sẽ xây cận cho mọi người xem ha. Tức là nó có mẻ nhâm nè, chúng ta về chúng ta để gì bào vẫn ngon. Và chúng ta nếu mà chúng ta kỹ thêm xíu nữa thì chúng ta chịu khó chúng ta mài lại nhẹ cái nữa là nó bén rồi. Cực kỳ bén rồi. Đó, không? Cái này giá nó là 300 ha, mã là 6650. 6650 300, cái này nặng lắm, gỗ nó nặng kìa ta. 6650 với giá 300, giá chưa phí vận chuyển. Còn cái này thì đo kích thước đó coi. Cái này cũng sử dụng rồi, lưỡi nó cũng còn đẹp luôn. Lưỡi này nó đang mà bén rồi nè. Cái này lưỡi nó được 55-56 ly đó. À, bài ngang của nó được 55-56 ly. To quá trời nè. Chiều dài của nó thì, tức là nó bào được 55-56 nha, bài ngang nó bự hơn. Chiều dài nó 27 cm, hàng nội địa Nhật. À. Cái này nó làm thủ công á, lưỡi thủ công. Rồi cái này cũng giá 300 luôn, mã là 6649, giá 300. Cái cây này thì nó cũng mẻ nhâm như cái cây kia này. Nhâm, tức là nó cứ nó hơi ấy chút xíu, chúng ta chịu khó ta mài lại. À, giống như mài dao thôi. Rồi 300 nha, 300 mã là 6649, giá 300.000, giá chưa phí vận chuyển. Rồi đây là một cái bào bên cốc nữa, đây là cái bào cốc. À, giá nó để đây là 1.800 nè, 1.300 mấy chục nghìn. Bên kia đây bào cốc này nó cũng gì đó, nó lưỡi nó cũng còn đẹp, khá đẹp. À, bào cốc thì dành chúng ta để vuốt cái cạnh, những cái cạnh lại vuốt cái mấy cạnh dán cạnh bàn rồi đó. À, có nó là rất hiệu quả. Cái lưỡi ngang của nó thì được là tức là được 30 đi. 37 38 gì đó, 37 38 đi ha. Đẹp luôn. Mã là 6646 em, với giá là 200. 6646 với giá 200, giá chưa phí vận chuyển, chưa phí vận chuyển. Còn đây là cái cưa gấp nồi địa Nhật. Cưa gấp này hôm bữa em bán mới, có cái cây mới đó. Hiệu của thằng MKK đó. Hiệu Handy Boy. Đây, cái này thì nó có sử dụng rồi. Ha, à, cái răng nó có sử dụng rồi, cái này phải mài lại mọi người. Cái này mài lại. Kích thước của nó là 2 tấc mốt. Ở đây em có bán lưỡi riêng đó. À, có bán lưỡi nữa, lưỡi xe cua đây nè. Lưỡi của nó là 100, cái lưỡi của thằng này thì 150.000 một lưỡi. Mới luôn. Mới hoàn toàn. Cái thước này 2 tấc mốt là từ đây tới đây 2 tấc mốt nha. Đo hết là 4 tấc mấy, có cái vỏ theo nè. Cái này giá 350, mã là 6297. 6297 ha, với giá 350.000, giá chưa phí vận chuyển.
Rồi, đây là một cái cưa nữa nè. Cái cưa này nó là cưa thẳng, hàng nội địa. Cái cưa này thì dùng để mình cưa cành, cưa ấy rồi, cưa nhánh cây, cưa kiển rồi thôi. Cái chiều dài của nó thì được cũng là được 2 tấc mốt nha. Cái này nó đặc biệt là cái lưỡi này thì cái loại lưỡi này chúng ta có thể mài được. Đó. Chúng ta có thể là mở hôm cũng được, nếu mà chúng ta muốn cần hôm cho nó bự chút xíu để chúng ta cưa nó dễ cưa thì chúng ta mở hôm nhẹ ra chút và mài lại thì rất là ok ha. Loại răng này nó bán lắm. Rồi cái này giá 80.000 ha, mã là 60, cái này nó có sử dụng rồi. 6607 6607 với giá là 80.000. Hai cây. Rồi, đây là một cái gì ta? Cái bạc bật nữa nè, cái bạc phấn. Bạc phấn của thằng Tajima nè. Chocling nè, chocling là bạc phấn, bạc cái giống như cái bạc nhôm bữa hôm qua em kia diễn bán đó, nhưng mà này nó bằng nhựa của thằng Tajima. Cái này như là nó tự rút vô sao á? Không, này nó bung ra. Phải quay bằng tay vô. Chốt lên phấn này mình đổ vô đây, mở này ra mình đổ vô. Đó, đổ vô đây nè. Đổ vô cái lỗ này nè. Của thằng Tajima. Rồi cái này giá của nó là 90.000 ha. 90.000. Mã là 6638. 6638 với giá là 90. Đây. 6638 với giá 90.000, giá chưa phí vận chuyển nha mọi người. Còn đây là một cái bộ lục giác của Mỹ, hiệu Bonhart nè. Bonhart tức là B-O-N-D, Hart của Mỹ, USA. Mất kênh dưới đây ha. Đây là nó đóng từng trên từng cây là chữ hiệu Bonhart. Và nó có xuất xứ đàng hoàng, xuất xứ là Mỹ á. Hàng của Mỹ, cứng ngắc luôn. Đó, đầu này đầu bi nè, để dặn đầu bi nè, thấy không? Ở đây nó có thông số là 10 ly, 8 ly, 6 ly. Ở dưới này là 5 ly, 4 ly, 3 ly, 2.5 ly, 2 ly và 1.5 ly. Cái này nó có sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp ha. Hàng Mỹ thì nó cứng. Rồi, cái bộ này giá 270.000, mã là 6641 ha. 6641 với giá 270.000, giá chưa phí vận chuyển. Này, để cái thước này cho mọi người hình dung ra nó kích thở, kích thước, nó kích thước á. Đó, được 2 tấc nha. Rồi, đây là một cái cặp mũi vít của thằng Vesel. Mũi vít này nó dài tới 150 luôn mọi người. Và 150 nó ở đây, nó cái thân nó từ trên này ha, nó làm tròn cái xuống đây. Nó làm nhỏ lại nè, để mà chúng ta sọt vô những cái kẻ những cái kẻ nhỏ mình ta có thể dặn được. Những cái lục giác mà nó lớn á, cái đầu vít lục giác nó lớn á, nó 6 ly 35, khi đút vô những cái lỗ nhỏ không được, những cái này đút vô được nè. Đó. Cái này cái thân ở free này nó thi chỉ có 4,5 ly thôi. Ở phía dưới này nè. Đó, cho nên là chúng ta đổ đút vô những cái lỗ nhỏ khoảng 4,5 ly thì được. Rồi, cái này giá của nó là 150 ha, mã là 6427. 6427, cặp túc vít nè, nó để cái hình này, chúng ta thể đút vô cái kẻ nè. Đó. Thấy không? Giá 150, giá chưa phí vận chuyển. Còn đây là một cái kéo bướm. Đây, để đo cái thước này nhìn cho mọi người thấy. Nó dài là 18 đó. Còn về ngang của nó nè, có cây thì nó to hơn, cây thì nó vừa. Cây này thì nó có bị mẻ nha. Đây nè, kỹ nha, nhìn kỹ là nó mẻ nhâm đó, thấy không? Nó thấy không? Đây nè. Cái này là phải mài lại. Đang bén lắm nè. Cầm vô là biết bén rồi nhưng mà nó phải mài lại thôi. Mài lại nó mới sắc được. Tại vì nó chỗ này nó bị mẻ rồi. Cái này thì cắt cành cây này khỏi phá cháy luôn. Tại vì cắt cái cây này dây này thoải mái thì cắt cành cây này nhầm gì. Rồi cái này giá 130 ha. Mã là 6370.
Dạ chấm ba vì vì mẻ thì để dành cho mọi người về chúng ta bò ra thợ mài lại thì tốn thêm chút xíu chi phí nữa, thì có được một cây kéo ngon. Mã là 6370, giá 130, giá chưa phí vận chuyển. À, cơ ba thực phí. Rồi đây là một cái gì nữa này, bên tiếp tục nha. Cái này là một cái mũi đầu vít nè, ba mũi vít nè. Ba mũi vít này là giá 120, kích thước nó là 110 ly luôn của thằng Vecel này. Đây, thấy không? Đầu này đầu BH2, BH2. Đó. Không? BH2. Rồi. Cái này giá nó 120 nha, mã là 5778. 5778 với giá 120.000 cho 3 mũi này. Giá chưa phí vận chuyển. Còn đây là một cái cặp cờ đây. Cờ đây còn mới chát luôn ha. À, còn tem hiệu này đầy đủ hết, hình như là chưa sử dụng hay sao. Cặp cờ này là gồm cái này này, cái này là số 7, số 6 ha. À, của hiệu top, số 7, số 6. Cái này số 7, số 8. Cũng là được 3 số. Này số 7, số 8 của hiệu hit. Hàng xịn không luôn á. Rồi cặp này giá 350.000 nha, mã là 6648. 6648 với giá 350.000. Đó. Thấy vậy nhỏ chứ có vỏ. Nó cứng dữ lắm, những cái đầu này nè, cực kỳ cứng luôn. À, hàng xịn và dày lắm, nó không có ấy. Khi bỏ hoài. Còn đây là cái mũi phét hiệu Lenox, Lenox của Mỹ. À, Lenox. À, đây nè, Made in USA, nó có đóng trên này, trên cái này nè, đó, USA này ha. Cái này nó phát được mũi 20 ly. À, lỗ này phát được lỗ 20 ly. 20 ly. Dùng chúng ta phát gỗ hoặc là phát với dòng phát alu hoặc là phát những cái tấm tôn mỏng thôi ha. À, ta phát được. Còn mà phát phát sắt dày không được nha. Cái này chiều phát hoặc còn phát ống. À, phát ống nữa. Để dùng để phát ống được. Cái chiều dài của nó là, tức là cái hành trình mà nó khoan được đó, xuống đó là 4 cm, khoan tới đây là 4 cm, đường kính lỗ là 20 ly. Cái này giá 100.000, mã là 6688. 6688 với giá 100, giá chưa phí vận chuyển. Còn đây là một cái mật mực. Mật mực cái mật mực bằng gỗ. Đó. Bằng gỗ. Để xíu à. Đây. Cái giống này, cái mật mực giống kiểu xưa của mình là cái kiểu ông bà mình chơi hay chế một cái mật mực mà vuông vuông đó. Cái này dài nó được 16 cm nè. Đó. Đây về chúng ta mua thêm chỉ chúng ta quấn vô đây. Đây rồi xong cái xỏ qua bên này nè. Này để nó rút, nó rút chỉ, nó rút vô đây rồi chúng ta đổ mực vô đây nè. Kéo ra giống như những cái mực bạc mực ngày xưa vậy đó. Thấy không? Có lỗ nè, kéo ra. Giá 170 nha, mã là 6667. 6667. Giá 170. Đây là một cái cặp mũi vít của thằng Vecel nữa nè. Xem BH2. Cái thước này nó dài được 150 ha. 150. Cặp này nè, 150. À, cặp này giá của nó là 100.000. Mã là 6678. 6678 với giá 100 cho một cặp, cho cái cặp này ha. Kích thước là 150, hàng còn mới chát luôn. Hàng còn khá là đẹp. Cái này cái mới này, cái này nó có sử dụng nè nhưng mà sơ. Đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video của em. Hẹn mọi người vào cái video tiếp nữa. Rồi chào mọi người. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin vào cái số điện thoại chạy bên dưới màn hình 0933 11 966, hoặc là gọi điện. Nếu mà cái tin nhắn em không có phản hồi lại á, tức là những cái sản phẩm đó em đã bán rồi.
Rồi cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người.